cứ làm mà. Có nghĩa là ở đây là mình làm là tất cả là đều tự nguyện. Dạ, dạ. Là không có gì lợi nhuận phải không? Dạ dạ đúng. Có nghĩa là tất cả mọi người ở đây là góp tay nhau để mà xây dựng một cuộc lễ lễ hậu hoặc là tình đám gì đó. Là mọi người đều chung tay. Búp rượu chai. Búp rượu chai của bà con đồng đạo đảo miễn phí. Anh, em nghe nói người nào quay phim đó, nếu mà muốn được hình ảnh đẹp, đúng không? Tiếng trong là phải uống bịch nước. Rồi cảm ơn anh này. Rồi, Ai Di Đà Phật. Nhà lưu niệm, trại cơm An Hòa Tự. Rồi, mình bây giờ trại cơm, mình đi bọc qua bên kia. Tôi không biết nuôi cái gì trong này. Ở đây thì ngoài rìa rồi, qua khỏi, hình như là ra khỏi khuôn viên rồi. Cái đây là canh chua. À, canh chua. Rồi chừng đó mình đổ nước canh vô. Không có, như vậy là chín rồi đó, hành hoạn là mình ăn luôn á. Rồi, có nước trong đó luôn đó nha. Có nước rồi đó, rồi bắt đầu đem lên mình đại. Bữa nay là khuôn nước cơm phải không chú? Dạ. Ở đây mình nấu ba cái nồi lớn rồi đó chú. Ba nồi lớn. Vậy làm một cái nồi gì là mình nấu bao nhiêu lít gạo chú? Nấu ba dạ. Ba dạ. Một dạ là 40 lít. Đúng không chú? Một táo là 20 lít, hai táo vô một dạ. Vậy là một dạ 40 lít. 40 lít mà 3 dạ hả? 3 dạ. Giá đâu? Bằng 4, 12, 120 lít. Nấu liên tục luôn hả chú? Hả? À? Nấu liên tục đâu nghỉ hả? Liên tục hoài đó, dạ. Nghỉ đâu. Ngày mai mới đông mà chú ha? Ngày mai đông. Ngày mai tránh lễ. Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, đời đời tri ân công đức Hoằng Pháp lễ sinh của Đức Thầy. Tích cực báo đáp tứ đại trọng ân, ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào già nhân loại. Tu đền ở thế cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi toàn sen. Ở đây là cái nơi chỗ nấu ăn, nấu cơm. Đó, để sao hậu kỳ cho quý vị xem nha. Cơm. Ủa sao ở đó nó nấu cái gì mà nó kêu dữ vậy anh? Bảo là bảo, xả hơi vô nữa rồi, xả hơi. Hết rồi nghỉ rồi xả hơi nữa. Ủa, mình nấu nó gì vậy chứ? Tàu hủ. Tàu hủ hả? Ờ mình nấu sao mà nó mình mất cả hơi ta? Đúng rồi, hơi nữa là nó mà hơi. Cái nồi đó lò đó là áp suất. Nấu gì nó mau chín không anh? Nó không có đập. Không có đập hả? Coi như là nóng rồi qua cho nó. Dạ. Quên rồi. Ngủ nha. Chú lò là quay cho. Chú chịu lò. Ủa cái này là công nghệ mới hả chú hả? Dạ. Nguyên tắc của nó là như mình hấp vậy hả chú? Hấp mà như là cái nồi áp suất gì đó hả? Nổ sữa xay vô đây, rồi đưa cái hơi vô đây, rồi cái sôi lên. Dạ. Sôi lên cái súng hủ để muối vô là đưa vô khuôn. Khuôn rồi đó, ra súng hủ. Dạ, nó trắng không có đèn đó kìa. Nó đèn nó là ổng đi rồi, ổng đi rồi. Chú cái nồi áp suất là của chú phải không? Đâu? Con thấy cái công nghệ đó, con thấy sao mà nó lạ ha? Cái gì? Cái nồi xì đó. Cái đó là thùng áp suất. Áp suất hả? Làm là cái đó là giờ mới gì chú? Lâu rồi. Có nghĩa là mình nấu bằng sao mà nó, con thấy người ta nấu cũng thường mà sao bây giờ nó áp suất là nó có cái mặt lợi như thế nào? Thì cái này là nấu củi đó. Cũng nấu củi? Thợ ta làm những cái ống nồng ở trong mới chứa nước.
rồi nó nóng lên, nó từ ống lòng nó mới bắn cái hơi qua bên này cả trăm độ rồi đó, cái hơi nóng nó bắn qua à, thì từ cái chỗ là trăm độ đó nước nó mới sôi, nó chín các món đồ ăn mà mình đã chế biến, nấu canh nấu cháo. Như vậy là mau hơn không chú? Mau hơn gấp bằng giữ đâu mà. Nhưng mà mình giờ vẫn xài bằng củi. À, chứ củi nó chậm. Chứ mình không xài bằng ga. Không, không ga đâu. À, nhẹ củi lắm. À, có nghĩa là khi mình nấu bình thường thì nó nước nó sẽ bốc hơi ra phải không? Bốc hơi. Còn cái này mình giữ hơi lại. Có nghĩa là nó áp suất. Từ cái hơi nóng trong ống nồng trong khoảng chừng 20 ống nồng trong. À, ống nồng là có nghĩa là loại 40 đó. À. Cái áp suất cao nhất của nó bao nhiêu chú? Trên 100, 102 rồi cũng đúng không? Ừ. Nhưng mà mình nấu vậy là nó mau hơn. Mau hơn nhiều lắm. Dạ. Mà nó tiết kiệm được nhiên liệu đốt không hả chú hả? Ồ, nhẹ củi lắm. À. Có nghĩa nó dịu dữ thôi, không có xì ra như mình để nắp. À, cái này mình bít nắp ra luôn. Rồi cảm ơn chú nha. Dạ. Đó, vì mà đợt này mình mới phát hiện ra lần đầu tiên luôn. Còn cái khu này bây giờ xây tất hoàn thành những gì thấy đẹp không? Nguyên cái khu hậu sao nè. Trước kia là khu này nó lực sụp lắm. Rồi, chạy xuống. Mô tập. Rồi, mấy chỗ đang làm nữa. Dạ, Bình Cần Thơ. Dạ, cảm ơn chị. Cà tím. À, mình đi chợ ra nha. Không có mưa mình đi thư xã thôi. Ủa em trong cái đội này hả? Dạ. Ủa em cái đội này ở đâu hả, là ở đây em? Giống họ rồi. Giống họ. Gần đây không? Đây gần. Ở đây mình mít hả? Vừa. Dạ. Có gì nữa? Nhiều lắm. Nhiều lắm. Dạ. À, là coi như là của khu của em là nó rộng lắm hả? Rộng dẹp đồ tất cả hết luôn. Thì có cái gì rảnh mình cứ làm mà. Có nghĩa là ở đây là mình làm là tất cả là đều tự nguyện. Dạ, và không có gì lợi nhuận phải không? Dạ dạ đúng. Có nghĩa là tất cả mọi người ở đây là góp tay nhau để mà xây dựng một cuộc lễ lễ hậu hoặc là tình đám gì đó, là mọi người đều chung tay. Đúng rồi, mít cho quấy. Dạ dạ, để mọi người đều chung tay nhau để mà để mình góp cho cuộc lễ nó thành công thôi. Dạ. Trẻ tuổi trẻ này mà cũng nhà vô làm mà chứ không phải là lớn tuổi không đâu, em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 23. Ừ, 23 tuổi trẻ lắm mà. Dạ. Tập thứ hai hả bọn? Anh của Nam Minh. Nói đây đi chứ. Anh của Nam Minh. Anh hai mà. Anh hai của Nam Minh. Đây bà con cô bác làm công quả với cái tinh thần của anh đó là rất là vui vẻ luôn hả chú? Đúng. Ở trên đây chút nữa xuống tủ quay cho anh có beo tôi ra, có beo tôi. Mít. Kẻ mít nè. Anh thấy không anh đi trước đi. Trời ơi, tôi không thấy ông hai, tôi nói thầy ông không thấy ông hai đâu. Mít rồi, hỏi nhiều là hết nhiều đâu rồi. Ừ. Mít trẻ hết rồi. Không rồi, trẻ đâu phải thấy gì đâu. Giờ không có mít nào mà trẻ ngọt bằng mít của anh. Mọi anh đốt tôi thấy hết rồi ghê đó. Ủa mít hay là mình không có chế biến ăn luôn hả chú? Quá trẻ luôn. Là chín. Chín hả? Là cho bà con ăn. Trẻ ăn luôn. Cho ăn luôn, mới ăn liền. Được rồi đó. Ai muốn xách về là xách. Ai muốn xách cho luôn. Ăn tại chỗ được không? Được, tại chỗ luôn rồi. Chú ăn luôn hả? Để ăn bây giờ, để ăn bây giờ, ai xách về cho luôn rồi. Không hết rồi, thử đi. Không còn. Ngọt lắm vậy bà. Cái tay người mà không mà trẻ mà không được ra là không ngọt tới mít. Cái tay coi nút tôi trẻ là mít ngọt. Đúng không? Đúng không? Đó, thấy chưa? Chú nói, gì? Cái tay bọn tay phục dược. Phục dược. Trẻ mít, ăn là ngọt.
như vậy là thứ ngủ rồi, thứ nhất là canh đèn gì canh bút chạy vào tam phương tiện, thứ lễ khẩu ngũ phục dược mới lục chi sư. Trời thật tình á, chú đá không có kịp xin miếng ra đi chú. Rồi có luôn rồi, cảm ơn. Rồi cái này bán không đồng, bán ra là không đồng, bao nhiêu bán cũng hết. Tổ đá bào đem vô. Ừ nè, tích xúc ở đây. Thái đâu vào siêu đây. Rồi, giờ luôn. Rồi, cảm ơn em, ngày mai chắc chiều mới xong hả? Dạ, dạ. Anh đi nha. Dạ, dạ, cảm ơn. Con em trái luôn. Rồi, có. Dạ, cảm ơn em. À, cô nè. Ở đây là cái khu lặt rau rửa chén nè. Rồi mình đi chỗ ra. Đó, chiên làm các món luôn. Ở đây thì mình thấy hiện giờ thì thấy chưa có đông không đó. Từ đây tới chiều không biết có đông hay không, chứ bây giờ thì thấy được cũng là thưa hết. Đây là món gì đây? Giờ 30 bữa nay là ngày 24 tháng 12 năm Quý Mão là âm lịch á, 24 tháng 12 âm lịch, ngày mai ngày 25 là ngày cánh lễ giáng sinh của đức Trần Tư Tưởng. Bây giờ mình tiếp tục mình đi. Tiếp tục mình đi, bún riêu chai của bà con đồng đạo đãi miễn phí. Đây, nãy mình đi ở ngoài đi vô, giờ trong mình đi ngược cái ra chỗ mình xem. Ở đây mình đã nước anh? Dạ. Mấy ngày anh? Dạ 2 ngày. Anh, em nghe nói người nào quay phim á, nếu mà muốn được hình ảnh đẹp, đúng không? Tiếng trong là phải uống bịch nước. Rồi cảm ơn anh này. Rồi, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Vậy là đảm bảo không cổ mát họng. Quay hình ảnh.
anh thành tốt phải không? Vâng, vâng. Hai thai luôn. Rồi cảm ơn. Mấy ngày anh lại mấy ngày? Dạ hai ngày, hôm nay với ngày mai. Anh ở đâu? Em chỉ phụ thôi. Cô này ở An Giang. Nhà bàn. Nhà bàn hả? Còn anh là người ở đây hả? Em ở Tiền Giang. Tiền Giang hả? Tiền Giang. Dân coi như là ở đây là tứ xứ, ở tỉnh nào cũng có. Vâng, vâng, vâng. Rồi cảm ơn anh nha. Dạ, anh đi gặp. Dạ. Anh vô kinh Bình Cần Thơ. Cái gì á? Bình Cần Thơ. Bình Cần Thơ. Dạ. Đà Nẵng nè. Cái khâu này là cái khâu sản xuất. Khâu sản xuất qua đó mới thành ảnh. Thành ảnh là cái trò. Cô ở đây là bên đó là chung luôn hả? Chung luôn hả? Chung một đội hả? Ủa đội mình ở ở tỉnh nào chị? Nhà Bàn. Nhà Bàn tỉnh Biên đó hả? Ủa vậy là ngày mai nó mới gọi phải không chị? Ngày mai nó mới xong. Dạ. Vậy là ngày hôm qua mình đãi ngày hôm qua. Một, hai, ba ngày. Ba ngày là hôm nay cơm. Nước nữa nè. Nước tới tắt luôn. Thêm đá xin đi. Cơm nữa nè. Xin thêm đá sáu xin. Sáu. Cái người sáng thành nó hơi bụi nên chị tối. Bên này là mọi người ăn, còn bên cái dãy bên tay tay trái mình đi ra là cái dãy của bên cái dãy sắt cơm. Còn nó bên tay phải là ăn. Đó là cái ngoài mì đó. Đó, chưa? Ăn dần dần ở đó luôn. Ôi, nước rồi. Cơm đủ món cho em nè. Đừng có quay con nha chú. Dạ. Rắp đừng có quay con. Sao hả? Đừng có cục cục quá con nha. Đừng có quay con. Đâu, đâu có quay. Đâu có quay. Không có quay. Kéo mình đây. Cô đợi mình ở đâu hả chị cô? Dạ. Cô đợi mình ở đâu phát cơm đây? Ở Phú Vĩnh. Phú Vĩnh? Dạ. Phú Vĩnh ở Châu Đốc. Châu Đốc à, Phú Vĩnh Châu Đốc. Dạ, ở đây mà. Dạ. Cho con miếng cơm nữa kìa cô. Phú Vĩnh. Ờ, lễ năm nào mình cũng xuống đây mình phục vụ luôn hả con? Hai lễ, năm hai lễ. Năm hai lễ hả? 18 với tháng 5 với cái lễ này. Vô 25 tháng 11 là hai lễ chính. Hai lễ chính là 18 năm với 25 tháng 11. Dạ. Dạ. 12 tháng 8 cũng có cho hả cô? Có. Dạ. Cái đây mình cơm không có nước hả cô? Nước là đội khác. Cơm không? Dạ. Cơm. Cũng xèo. Cơm bánh xèo. Ba bữa nay nghỉ chi nè. Dạ. Này tao cho ăn cho được sống thôi cho nghỉ chi. Rồi cảm ơn cô. Dạ. Rồi bên đây mình ra tới cái phía cổng trước rồi nè. Ở bên này cho nước nữa nè. Nước là nước xanh chứ. Ủa nước là nước gì chú? Thưa. Thưa. Thuốc của thầy á. Hả? Nước là nước gì chú? Thuốc. Thuốc. Thuốc kỹ gì chú?
Cá bệnh luôn hả? Bệnh dữ hết rồi. Này thuốc cho phải là nước. Không phải là nước, bên này cũng thuốc nè, mà là thuốc viên, còn bên kia là thuốc nước. Này thuốc viên nè. Cá ra đi. Nha. Nhỏ cái này vô, hết cái này là hết bệnh. Ủa đây cho mít nữa hả chú? Không có mít này, mít ra cho trong này. Ai biết rồi con nói đây phát, để mà phát mít chứ. Hỏi chơi. Tưởng đâu là không thấy máy, thấy máy quên. Đây cái khu mít phải nãy ở dưới xẻ dưới đó gì mình có quay rồi đó. Là ở đây nè. Dạ, năm nay nhiêu tuổi hả? Dạ. Năm nay nhiêu tuổi? Ủa chú đón được rồi. Làm YouTube mấy năm rồi? Cũng mới đây thôi chú. Ở đâu? Quê đâu? Ở Thốt Nốt Cần Thơ. Chú ở đâu? Ở Lê Chánh. Ở đâu? Lê Chánh, Tân Châu. Tân Châu, An Giang hả? Ừ. An Giang không? Tân gì? Tân gì? Dạ, Bình Cần Thơ chú. Bình Cần Thơ hả? Dạ. Cái này là quà đó. Ở đây mình cho gì với gì chú? Thuốc rồi gì nữa? Thuốc luôn. Thuốc rồi mà. Thuốc rồi hả? Bên kia là nước có bệnh khác hả? Nước thuốc khác hả? Dạ. Ở đây thường thường năm nào mình tới lễ mình cũng đem đi cho chứ hả? Dạ. Hai lễ 8 tháng 5 với 25 tháng 1. Dạ, hai lễ ha. Nhỏ mũi nè. Còn mấy lễ như 12 tháng đồ, Phật chùm đồ có cũng có cho không chú? Không, cái đó đi nấu rồi mà không có cho. Đi nấu hả? Cũng đi làm mà làm cái việc khác ha. Dạ. Rồi cảm ơn chú. Rồi. Dạ, cũng đi à. Rồi, cái khu ăn uống hôm nay sạch sẽ quá gì ơi. Bây giờ mình đi tới ra. Đó, bây giờ mọi người đi tới ra ăn. Đây, 2020, cái cẩm này xây. Bữa nay 23 rồi, 3 năm rồi. Đó, mọi người đang đi chở ra. Đó, mình đi chở, còn mình, mà mọi người đang chở vào, mình chở ra. Chào mừng quý khách và đồng đạo tại con số 4. Tại con số 4 là cái năm trước mình đi ở đây là mình ghi hình rồi mình ngủ lại chỗ này có trò chuyện với chú đó. Chú chủ chợ cơm á. Bây giờ mình đi chợ ra đây. An Hòa Tự, Tây Môn. Rồi mình quay lại phía sau cho quý vị xem nha. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban trị sự Trung ương, Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo 2020. Tôi sẽ còn đây, đảng sinh 25 tháng 11. Bên đây là An Hòa Tự, Tây Môn, Đông Môn. Rồi bên kia là Cổng Phụ. Rồi bây giờ mình đi trở lại bên này. Bên đây cái đường hồi nãy mình mới vừa đi vào nè, mình sẽ đi không mình đi vô vô đường này trước luôn đây, mình đi trở lại Tây Môn. Mình vào cổng chính luôn nè. Dạ đâu cô? Mình vào cổng chính chỗ Tây Môn đây cô. Rồi đây, là mình bây giờ cổng chính. Rồi thì giờ này 12:40 rồi quý vị. Bên đây là nhà lưu niệm nè. Mình trở lại đây là An Hòa Tự nè. Tây Môn. Đây mọi người đang làm lễ này.
Rồi mình đi qua. Cúng ở ngoài vẫn cúng được, chứ không phải là cần phải vô trong, tại vì ở trong đông lắm gì. Ở trong tớp này hết rồi tớp kia tới, nếu mà mình ngồi mình muốn mình đợi vô trong cúng thì khó. Trong lắm, ở ngoài vẫn cúng được. Bây giờ mình chở qua ta. Cơm mình đi bọc qua bên kia. Chạy lá hết xe. Ô đại ca, chụp bấm bước con Thank you.
đây cũng sạch sạch sẽ, mà nó cũng đông ở bên kia, kia đông hơn. Ở phía bên kia thì nó thuận đường đi. Ủa đây có cái ao ta. Bây giờ còn cái ao này, ao gì đây? Đây phía sau ôm. Tôi không biết nuôi cái gì trong này. Ra đây thì ngoài rìa rồi, qua khỏi, hình như là ra khỏi khuôn viên rồi. Rồi. Ở đây là khu để xe nè. Khu này rộng lắm. Mình đột nhập cái khu bếp này. Đây, mình đi vào khu bếp nè. Đồ ăn nữa. Cái này nhỏ dầu chiên nè. Đó là đậu hũ. Đây là cái chảo cơm. Chảo nước. À cái này nấu canh quá. Ủa chú đây nấu cơm ở chỗ nào chú? Dạ bên đây, bên đó, nấu cơm bên đó. Còn ở đây là nấu đồ ăn, đồ ăn hả? Dạ. Canh rau rồi đó hả? Mình giải lao chút xíu. Tại vì nấu cái đồ ăn. Đây là mấy thùng đó là mấy thùng đồ ăn đó. À chứ hả? Dạ. À, quay không? Mình bây giờ dở ra cho quay cái này. Nãy giờ mình nấu như là buổi sáng là xong đó chú, tới buổi chiều hả? Như là buổi sáng cũng như là mình nấu như chữ lại. Cái đây là canh chua. Canh chua. Có chừng nói mình đổ nước canh vô. Không có, như vậy là chín rồi đó. Thành khoảng là mình ăn luôn á. Là có nước cho nó luôn đó ha. Có nước rồi đó. Bắt đầu đem lên mình đãi. Coi như là mình đãi liên tục luôn chứ không có nói chia chiều sáng này đâu. Tại vì còn đồ mình chừng nào hết đồ mình. Hết đồ mình mới nấu tiếp tục. Bây giờ còn dư chữ rồi đây nữa. Vậy là ngày hôm qua chuẩn bị. Hôm qua nấu rồi luôn, qua cũng đãi luôn. Qua đãi luôn. Không như là... Bữa nay là 2, ngày mai 3 nữa. Mai là chắc. Ngày mai tới chiều không chú? Tới chiều luôn. Là khách còn lại là còn đã hoài. Vậy là cái đội năm rồi nấu ở đây là cũng của chú hả? Hoài ở đây luôn nè. Đây là đội trưởng. Là nấu là... Chú đội trưởng hả? Biết không? Là nắm hồi đó, nấu hồi đó giờ luôn. Để 18 tháng năm là cũng đợi mình nấu luôn. Người nấu luôn chứ cầm lớp rồi luôn. Cầm lớp không chứ. Con đi rồi mà coi nhiều chú quá không. Cầm tháng 7, tháng 10, tháng Giêng là đổi. Là bên của mình là bên bên chùa hả? Bên chùa, bên chùa thầy. Ở trong nhà hàng ở chùa thầy. Còn mấy cái đội dưới kia là đội phát sinh phải không chú? Cũng như là người ta đăng ký vô. Đăng ký vô. Còn cái này là cái đội chánh. Là chánh ở chùa. Đi là ngày hôm qua. Hôm qua là 23. 23, 24, 25. Nói trong 3 ngày. Ngày mai nó là kết mà cô nói là chú nói là ngày mai cũng tới chiều luôn hả? Mai cũng tới chiều luôn. Mấy khách toàn ăn là mình nói tới chiều. Rồi con cảm ơn chú nha. Con đi. Chào chú. Dạ cảm ơn. Anh mua chỗ ăn luôn. Mấy cô nè. Có đồ ăn nè. Đó đầy đủ thứ luôn. Rau cải, cà rốt, dưa leo, cà chua. Ở đây thì đây là khoai tây. Củ này củ gì cô? Dạ củ khoai tây chú. Khoai tây hả? Khoai tây mới nấu canh.
Cô. Ở đây là cái quạt công suất lớn nó chạy cái gì thế nè, để u nè. Ở bên kia là cái nhà, bên đây là nhà nấu, nấu cơm. Nấu cơm. Con nào uống xong uống nhà đan gì không nha. Nấu cơm, nấu đồ ăn. Mà cái khu này là nấu đồ ăn. Đó rồi là hả? Chỗ muối. Còn nấu cơm là bên kia. Đây, đi qua khu nấu cơm cho quý vị xem. Chào chú, bữa nay là khu nấu cơm phải không chú? Dạ. Ở đây mình nấu ba cái nồi lớn ra chú. Mấy ba nồi lớn. Để làm một cái nồi gì là mình nấu bao nhiêu lít gạo chú? Nấu là ba dạ. Ba dạ. Một dạ là 40 lít. Đúng không chú? Một táo là 20 lít. Hai táo vô một dạ. Vậy là một dạ 40 lít. 40 lít mà ba dạ hả? Ba dạ. Nhắc đâu? Bằng 4, 12, 120 lít. Làm hết thì sang qua đi. Giờ hết thấy đổ ra để nó dưới thiêu. Vậy? Cơm nè quý vị. Bữa hết chưa? Đó. Chính rồi, chính là mình dở dở ra thùng vậy đó chú. Dở thùng để sẵn vậy đó. Rồi bắt đầu ở đây nấu tiếp. Như vậy là một dạ là ba dạ. Ba dạ là 120 lít. Mà ba cái nồi nấu vậy đó. Nấu liên tục luôn hả chú? Hả? Nấu liên tục đâu nghỉ hả? Liên tục hoài đó, dạ. Nghỉ đâu. Ngày mai mới đông mà chú ha? Ngày mai đông. Ngày mai tránh lễ. Thì xin đâu chú? Rồi cảm ơn chú. Xin... Rồi, ở đây đội nữa nè. Đội hậu cần. Rồi, tới nhà ăn. Sáng 9 giờ tới 11:30, chiều 14 giờ tới 17 giờ. Ăn khổ quá. Không qua không? Dạ. Ngon quá hả cô? Quay đang lên mạng á. Dạ. Nước mà nước thay Phật giáo hảo mình linh đình. Linh đình. Lúc trước mình đi là cái khu này là nó kín ngắt luôn. Ngắt luôn là không có chỗ mà chen chân luôn đó. Giờ đỡ rồi đó. Chắc ngày mai á, ngày mai nó mới đông. Hôm nay thì cũng đổ luôn thôi. Khu phía sau hậu của tổ đình, phía sau hậu của chùa chứ, lỗi. Ở bên này thì giảng đường Phật giáo Hòa Hảo kính mừng đại lễ đã sinh 25 tháng 11 năm Quý Mão. Da liệt cái đó mà đỡ, đợt này mình đi là không có bị mưa á. Đó là giảng đường để chỗ mà mọi người nói đạo đó.
đi lại chỗ đó. Đoàn xe diễu hành theo quý vị xem. Ủa, cây đẹp quá. Phát hành Hội Phật Giáo Hòa Hảo, điểm phát hành tạp chí Quyên Sen. Đẹp quá. Ở đây là ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Đây, xem. Chú cho con hỏi tối nay mấy giờ mình mới bắt đầu diễu hành chú? 4:50 nơi của mình. Nhưng thầy đã giờ đây. À vậy là cũng dây giống như đợt 18 năm rồi rồi. Được rồi, tưởng là trễ. Đón hơi trễ. Có nghe lòng dưới ngồi ở đây khác. Dạ. Đây nó chèo là 12 giờ trưa. Mới đi còn xe qua đi. Đi làm đó cái nó đi luôn. Coi như là 4:30 là mình chuẩn bị là vừa ha. 4:30 chuẩn bị. Nên là chảnh nữa chuẩn về đây giờ 7 rưỡi. Dạ. Ở mình đợt này mình chú nhớ mình có ngứa không chú? Ba xe dẹp dẹp chỗ đó anh ơi. Không có hả chú? Mình đã ra làm rồi. Dời xe yeah. Đi. Rồi con cảm ơn. Con cua này đây, con cua này á. Đây là Phật giáo Hòa Hảo An Hòa Tự. Có chỗ cái cây đâu, cây si nữa mà. Đây là hai chiếc diễu hành này. Ba chiếc nè. Chú tiếp con đi chạy đồ cà phê chú. Xã Phú Thọ thực hiện nè. Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Thọ một nè. Ở đây hai chiếc là mình không tính rồi. 4 nè. 30.000 nha. Xã Phú An. Rồi. Là mọi người bán xung quanh đây nè. Ban trị sự và tín đồ huyện thị trấn Chợ Giàm. Chợ Giàm Phú Tân An Giang. Con này số 7 là ban tổ chức. Hai đoàn xe này của ban tổ chức. Hai, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Này đánh số mình không biết được đâu. Tám này, chín. Cũng khoảng mười mấy chiếc bây giờ. Đúng rồi, cảm ơn bé. Chú. Xã Phú Hưng. Đúng rồi, cảm ơn chú. Xã Hòa Lạc. Ở đâu là có đèn xe. Xã Tân Trung. Bên này là xã Phú Hiệp. Vừa đẹp vừa sáng vừa sao nữa kìa. Xã Phú Hiệp, xã Phú Bình. Xã Phú Trung, xã Phú Thạnh, xã Tân Hòa, còn
gà chổng nhiều lắm quý vị ơi, bây giờ không mình đi cho đâu rồi cho gà. Mình đi con xíu từ hồng. Khỏe hả? Dạ khỏe. Cho nước này hả? Mấy ngày rồi bệnh? Còn qua nay. Mới qua nay hả? Mai nữa hả? Mai còn bữa nữa là rút quân. Còn ai nữa không? Dạ dạ, mai. Rồi. Dạ. Đi bên đây. Không có gì hết bệnh. Ở đây là sân khấu. Ủa sân khấu này chiều nay mấy giờ mới mới ấy cô mới 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 ba giờ rưỡi bốn giờ thì bây giờ nè giờ này là ba giờ rồi. Ủa vậy là tí xíu nữa hả bé, ba giờ rồi mới một giờ chú ơi, 13 giờ trời, 13 giờ rồi, nó một giờ. Này con quay giùm cho chú. Con về đây. Dạ. Con về. Dạ mình Cần Thơ chứ. Bình. Dạ. Sống động không? Tối nay mình đón cũng sớm rồi để coi mình đón hơi trễ đi không kịp. Đạo đức và tinh hoa văn hóa của dân tộc,
góp phần làm cho đất nhà ngài cường thịnh. Bờ cõi vững lặng chúng ta mới yên, quốc gia mạnh giàu ông tâm mới ấm. Mừng mùa đại lễ 25 tháng 11 Quý Mão năm 2023, tất cả đồng đạo chúng ta nguyện noi gương sáng trong cuộc đời hành đạo của đất thầy, phục vụ vì đạo pháp, vì dân tộc, quyết giữ tâm trong sáng mà tu hành để làm sáng danh đạo, rạng danh thầy, theo hoài bão của đức tôn sư, làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho thân sạch. Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đời đời tri ân công đức hoằng pháp lợi sinh của đức thầy, tích cực báo đáp tứ đại trọng ân, ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi toàn sen. Toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo quyết tâm thực hiện thắng lợi 4 chương trình đạo sự trọng tâm nhiệm kỳ năm 2019-2024. Phổ truyền giáo lý, góp phần phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc. Qua đó, nâng dần nhận thức, thái độ, hành vi đoàn kết một lòng, củng cố niềm tin của toàn đạo vào tiền đồ tươi sáng của đất nước, đạo pháp và dân tộc. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội, thực hiện phước lợi cho toàn thể chúng sanh. Tiếp tục củng cố, có phát triển kiện toàn tổ chức, phát huy nội lực để xiển dương chánh pháp, học Phật tu nhân theo đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc. Chấn thương và giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, đáp ứng sự phát triển giáo hội trong giai đoạn mới. Xuất phát từ giáo pháp học Phật tu nhân, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã huấn thị cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cùng toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn xem đó là mục tiêu, là động lực phát huy truyền thống đoàn kết đời đạo liên quan rạng chói ngời, tích cực tham gia chương trình an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Nam mô A